chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Máy Xây Dựng Minh Châu lại mang đến cho mọi người là một máy mài gốc tay dài. Đây, đến từ thương hiệu T-Max, công nghệ Nhật và được sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Có mã là MT100LH, được nhập khẩu đi rất là nhiều nước nha mọi người. Đây, máy được in những điểm mạnh của ưu điểm của sản phẩm đây. Tay dài nè, cò bóp và ổ than lớn. Đây, nguyên thân máy của chúng ta ở đây. Đây là thông số sử dụng của sản phẩm. Sử dụng điện 220V 50Hz và máy được hoạt động mạnh mẽ với công suất là 950W. Tốc độ không tải là 11.000 vòng trên 1 phút. Sử dụng điện cắt là 1 tấc. Cái hộp bên ngoài rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ mở sản phẩm ra để mọi người tham khảo bên trong. Máy được kèm theo phiếu bảo hành và sách hướng dẫn nè, lúc nào cũng có. Tay nắm phụ, một cái máng bảo vệ, một khóa mở lưới. Đây, thân máy của chúng ta. Dây dài khoảng hơn 2m mọi người. Cò bóp, cò bóp khác màu nha để phân biệt rồi. Rất là đẹp luôn. Tay nắm này còn nhẹ luôn. Được thiết kế rất là đẹp. Tem để thông số ở trên máy này, mọi người tham khảo thì ở đây. Ổ than lúc này có chụp hình đấy, rất là lớn nha mọi người. Bên đây cũng tem T-Max. Đầu được làm bằng hợp kim nhôm. Tán thì rất là dày nha, tán kim loại rất là dày. Ốc, ốc cũng lớn nha, láng và lớn. Đầu làm những đường cong rất là đẹp. Thân máy này được làm bằng nhựa cao cấp. Đằng sau làm tay nắm được làm bằng nhựa đen nhá, để phân biệt và nó làm cho cái sản phẩm chúng ta nổi bật hơn, đẹp hơn. Đây mọi người, mình sẽ gắn thử những cái máng bảo vệ vào cho mọi người cùng xem đó. Nhìn cái thân máy là rất là phê luôn. Đây, khi các bạn mua về thì siết cái con ốc ở đây lại. Đó, sử dụng cái đây, có cái máng đây thì nó an toàn hơn. Khi nếu mà chúng ta dùng đĩa cắt cắt sắt rồi đó thì nó an toàn. Sản phẩm của chúng ta thì được bảo hành là 6 tháng và cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu đang bán với giá là 450.000 và dây đồng là 100% nha mọi người. Thôi, mang cái dây cho anh để anh cắm điện thử cho mọi người nghe tiếng máy à. Cứ nên né hoài vậy. Đây mọi người, rất là êm luôn. Máy thì được thiết kế gọn nhẹ luôn, thích hợp với những anh mà làm trên cao. Cái này là rất là đạt luôn. Công tắc này các bạn muốn hoạt động mai sử dụng lâu dài thì khóa công tắc vào đây. Bóp thêm cái thì nó sẽ tắt. Cực kỳ an toàn luôn. Nếu các bạn sử dụng như công tắc đuôi thì nhiều khi mình sơ ý mình cứ bật sẵn rồi mình ghim điều chúng ta nó chạy luôn thì nguy hiểm. Nhưng mà cái dòng đây khi nào mình bóp nó chạy. Đó. Rồi và bây giờ mình sẽ đi cắt thử cho mọi người tham khảo nhá. Rất là mạnh luôn. Đây và bây giờ mình sẽ cắt thử cho mọi người tham khảo về khả năng cắt của sản phẩm này nhá. Đẹp như nha. Do cái sắt nó lớn nên cái lưỡi một tấc thì nó cắt không hết, nó dính dính thôi, còn cắt rất là ngọt luôn. Rồi và bây giờ mình đã test xong cái sản phẩm này cho mọi người cùng tham khảo nha. Rất là mạnh. Ai anh chị em ai có nhu cầu thì đến trực tiếp cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu tại 6/3 mặt tiền đường Tô Ký, ấp Mỹ Huệ, xã Phong Chánh, huyện Hóc Môn, hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Địa chỉ của mình là ở gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chợ Vấp nha mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video sau.